Du Nghi về nhà đã làm đề 1 chưa con? Dạ rồi thầy. Du Nghi đọc cho thầy đáp số đầu tiên của đề số 1. Bài 1, M ra bao nhiêu con? M lớn hơn 3. Quả M lớn hơn 3 là đáp số đúng. Quỳnh Hương có sai thì sửa lại nha Quỳnh Hương. Dạ rồi. Đúng đáp số đó không? Dạ đúng. Tiếp tục Du Nghi bài 2. Vẽ đồ thị, con vẽ được chưa? Du Nghi chụp Dạ được cho thầy thầy. cái hình vẽ đồ thị của con D1 và D2. Chụp bên Zalo đúng không thầy? Đúng rồi. Còn 2B tìm tọa độ giao điểm con ra bao nhiêu? Con ra 2 với 3. Số 2 với 3 con phải đọc là tọa độ giao điểm là 2.3. Đúng không? Quỳnh Hương. Dạ. Có ra tọa độ giao Dạ. điểm là 2.3 không Quỳnh Hương? Dạ ra. Bài 3. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A. Chúng nghĩ làm được bài này chứ? Dạ được thầy. Phương trình đường thẳng đó là gì vậy Du Nghi? Vậy con ghi là y bằng trừ 2x cộng 7. Y bằng trừ 2x cộng 7. Bạn Quỳnh Hương có ra giống bạn Du Nghi không? Dạ không, bài này con không có làm. Do con không biết làm đúng không? Dạ. Bây giờ hướng dẫn nè. Làm sao Du Nghi ra được điều này thì đầu tiên á, nó có cái từ khóa song song. Con phải lưu ý cái từ khóa này. Từ khóa này sẽ giúp con làm điều gì? Đó là con ráp được cái bộ công thức mà mình vừa mới học song song xong. Nhưng trước khi làm con phải ghi là mình đang cần tìm cái gì. Thì con phải cần tìm phương trình đường thẳng, đúng không? Thì con sẽ ghi là phương trình đường thẳng cần tìm có dạng. Đầu tiên con phải xác định tư tưởng là mình đang cần cái gì cái đã. Thì cái dạng của phương trình đường thẳng mình đang cần đó là y bằng ax cộng b. Đây là dạng của phương trình đường thẳng nên luôn luôn có công thức đó. Rồi sau đó ta mới từ từ ta xử lý từng giả thiết một. Giả thiết song song là có công thức là ta ráp vô ngay lập tức. Tạm thời đường thẳng này chưa có tên, ta đặt tên là đường thẳng D đi. D kia thì trùng rồi, đặt tên đường thẳng delta cũng được. Đây là dấu delta. Thì đầu tiên ta sử dụng giả thiết đầu tiên đó là ta có delta song song với D. Đó, cái D là D của đề bài cho. Từ cái kiến thức song song này thì ta suy ra được cái bộ công thức mà mình đã được học. Thực ra làm toán nó rất là dễ, mình cứ gặp từ khóa nào thì mình làm tương ứng từ khóa đó theo đúng bộ tư duy thôi. Nên các em đừng có lúng túng khi mình không biết mình phải làm gì. Thì kiến thức của delta song song với D thì có nghĩa là cái thằng A của delta xếp bằng với thằng A của thằng D. Tương tự, anh chàng B của delta sẽ khác anh chàng B của thằng D. Cái dòng lý thuyết này Quỳnh Hương có biết không? Dạ không. Mình đã học bài song song của tuần trước chưa mà sao con nói con không biết? Dạ rồi mà thầy. Ừ, sao con nói kiến thức này con không biết? Dạ Kiến thức nãy này nó con biết chưa chưa? nhảy. Nãy nó chưa nhảy trên màn hình nên con không À, nhìn kiến thức được. này con biết chưa? Dạ rồi biết rồi Ở thầy. trong tập khi con dạy con đã dạy được tới đây chưa? Dạ trong Chưa tập đúng thì con. không? Dạ Đó có chưa. nghĩa là mình không làm gì hết, là hoàn toàn mình chả được kết quả gì cả. Thà mình có làm, mình làm theo những cái gì mình đọc được, theo những cái gì theo từ khóa của đề cho thì mình còn có kết quả. Người mà không làm gì hết là cuối cùng là không có một cái thành quả gì trong tay hết nha. Tới đây thầy bắt đầu thầy ráp số vô từ từ nè. D là ai? D là y bằng trừ 2x cộng 4. Vậy Quỳnh Hương cho thầy biết A là mấy? Còn nếu không rõ lắm thì thầy ghi thêm một câu nữa. D này có A là mấy? Dạ, A là trừ 2. Rồi đúng. Thì cái A này thầy đặt tên là A của D, chứ không phải A của thằng nào hết á. Còn B là mấy?
Dạ, B là 4. Đúng rồi, nhìn vô thì ai phải thấy cái điều đó hết. Sau đó thầy mạnh dạn thầy thế số vào. Vậy A delta là trừ 2, B delta là khác 4. Thì cái dụng khác 4 này lát nữa là điều kiện nhận loại. Do đó thầy viết lại delta. Vậy thay vì y bằng ax cộng b thì viết lại bằng cách là thay cái a bằng trừ 2 vào. Cái gì tìm được thì ta cứ thế nó vào, để cho chúng ta biết được là mình còn ảnh nào thôi, mình còn có mỗi ảnh b thôi. Nên bây giờ mình xài giả thiết cuối cùng là đi qua điểm. Đi qua điểm là một giả thiết tốt để mình sử dụng. Nên ta lại có dùng giả thiết thứ hai. Ai đi qua điểm phải có chủ ngữ vị ngữ là delta đi qua điểm. Đó, đi qua điểm này. Đó, cái từ khóa này sẽ giúp cho em làm được điều gì? Đó là ta lại có delta đi qua điểm nên ta được quyền thế. Thế x bằng 2, y bằng 3 vào phương trình delta. Đó là nguyên tắc đi qua điểm là vậy. Và thế cái tọa độ nó vào, tọa độ là 2, 3. Vào phương trình nào? Đó là phương trình delta. Delta đang là hàng trên, ta thế nó vào. Trong quá trình thế vào thì số 3 thế vào đây. X là thế vào con số 2. Thì rõ ràng chỉ còn có một ảnh duy nhất thôi. Đó là ảnh B. Chuyển vế qua là B bằng 7, đúng không Quỳnh Hương? Dạ. Vậy phương trình đường thẳng delta là y bằng trừ 2x cộng 7. Rồi thầy thì cảm ơn bạn Du Nghi đã làm đáp số đúng. Du Nghi trình bày có chuẩn không? Dạ cũng có nhận loại giống thầy như trên màn hình không? Dạ có nhận rồi. Rồi tốt. Bạn nào chưa làm được bài 3, các em sửa nhanh bài 3 trong vòng 2 phút để thầy chụp màn hình qua bài 4. 2 phút thôi nha. Bạn nào vào sau nhớ xem lại video nha mấy đứa. Rồi chào Khánh Vân. Khánh Vân làm bài tập về nhà chứ Khánh Vân? Dạ rồi thầy. Bài 3 có làm đúng không? Dạ đúng thầy. Có trình bày giống thầy không? Dạ có. Hiếu có làm đúng bài 3 không Hiếu? Dạ con không làm được thầy. Rồi con sửa bài vô đi Hiếu. Dạ đang sửa. Sống Hương làm được bài 3 không Sống Hương? Dạ có thầy. Có đúng đáp số thầy cho không? Dạ có. Trình bày giống luôn không? Rồi Quỳnh Hương đọc bài 4 này nghe. Dạ, đọc đề hay đọc giải? Đọc đề không? Dạ. Cho hàm số bậc nhất d có phương trình d là y y bằng m trừ 2 phần 3 nhân x cộng với 1 và d phẩy có phương trình d phẩy là y bằng 2 trừ m nhân x trừ 3. Với giá trị nào của m để hai hàm số d và d phẩy a cắt nhau, b song song, c cắt nhau tại một điểm trên trục hoành? Rồi Du Nghi đọc hai đáp án của A Du Nghi. Dạ câu A con ra là M khác 4 phần 3 thì D cắt D phẩy. M khác 4 phần 3. Quỳnh Hương có ra giống vậy không? Dạ giống. Rồi đáp án đó là chọn này đó. Lý thuyết thì mình đã biết, mình cứ ráp công thức này vô là xong. Tương tự bài B, Du Nghi ra bao nhiêu? Dạ B con ra M bằng 4 phần 3 thì D song song D phẩy. Rồi khi mình ráp công thức đúng thì áp số sẽ ra là M bằng 4 phần 3. Bài C Du Nghi. Bài C chưa làm được hết thầy, này con chưa nghĩ ra khúc cuối.
Bây giờ thầy hướng dẫn bài 4C, bài 4A và bài 4B là đúng công thức rồi đúng không Quỳnh Hương? Dạ. Sông Hương và Khánh Vân có đúng câu A câu B giống bạn Du Nghi không, Sông Hương và Khánh Vân? Có, dạ có thầy. Ừ, cứ ráp công thức vô. Riêng bài C á, khi con làm á thì đây là từ cách, từ cách nhau tại một điểm trên trùng hoàn. Thì con phân tích nè, đây có từ khóa cách nhau là một nè. Một điểm là chưa có tên trên trục hoàn, điểm đó phải nằm trên trục hoàn. Như vậy mình cứ làm theo bình thường thôi, nương theo cái lời văn đó mà mình làm. Bây giờ cách nhau tại một điểm thì cái điểm đó chưa có tên, mình có được quyền đặt tên A, B, C, D là tùy mình hết. Cách nhau tại một điểm trên trục hoàn thì thầy nói ngay. Rồi, thầy đang hướng dẫn câu C nha, 4C. Bây giờ ai cách nhau phải có chủ ngữ chứ. Thì người ta hỏi là để hai hàm số D và D phết. Như vậy, chủ ngữ chúng ta là D và D phết cách nhau tại một điểm trên trục hoàn. Đó, thấy chưa? Với giá trị nam để hai hàm số cách nhau tại một điểm trên trục hoàn. Như vậy là D và D phết phải cách nhau. Như vậy chủ ngữ chúng ta là D và D phết cách nhau. Nhớ chưa? Nên ở đây thầy ghi chủ ngữ trước. D và D phết cách nhau tại điểm cần tìm là, đặt tên nó luôn, ở đây đặt tên là A. Bây giờ vì nó nằm trên trục hoàn nên sẽ có một thằng bằng không, tại vì mọi thứ nằm trên trục hoàn thì nó làm gì có y, nó nằm trên trục hoàn mà nó làm gì có y, nó chỉ có x thôi, nên y của nó sẽ bằng không. Còn hoàn độ nằm trên trục hoàn chưa biết thì ta đặt tên ẩn là A nhỏ. Du Nghi tới đây hiểu không Du Nghi? Dạ hiểu thầy. Rồi, giờ bước tiếp theo là cái khái niệm cách nhau. Mình đang xài cái khái niệm trục hoàn rồi. Đó, trục hoàn là đương nhiên là mọi thứ nằm trên trục hoàn làm cho y bằng không hết. Hàng nào nằm trên trục hoàn là cái trục nằm ngang á là đều cho y bằng không hết. Chỉ có một cái là hoàn độ chưa biết thì phải là ẩn số thôi. Thì ẩn số là A nhỏ. Tại vì mình đặt tọa độ này là tọa độ điểm A nên chịu khó đặt ẩn là A nhỏ. Nếu mình đặt x cũng được thôi, nhưng mà chữ x nhiều khi nó lại trùng với chữ x của đề bài, mình không thích. Mình cái gì nó rõ ràng ra thì nó càng thông minh hơn. Càng chi tiết càng rõ ràng thì mới càng thông minh. Thì ở đây cũng vậy, thầy đã khai thác xong cái từ trục hoàn rồi. Thầy đã khai thác được cái từ một điểm là đặt tên rồi. Bây giờ thầy khai thác cái từ cách nhau. Cách nhau nó giống như là phương trình hoàn độ giao điểm vậy đó. Tại vì em đã từng làm bài tập là tìm tọa độ giao điểm. Giao điểm là sự cách nhau giữa hai đồ thị. Nên nghe cái khái niệm cách nhau là thầy biết ngay phải dùng ngay cái kiến thức phương trình hoàn độ giao điểm. Đương nhiên là của hai đối tượng D và D phết rồi. Tại vì chỉ có hai đối tượng đó thôi là. Thì cái kỹ thuật cách nhau nó giống như là tìm giao điểm. Thì mình cho hai cái anh chàng này bằng nhau. Khi cho bằng nhau thì đương nhiên là cho hai chữ y bằng nhau rồi. Rồi, dòng này Du Nghi có hiểu không Du Nghi? Dạ hiểu rồi. Như vậy, thầy sẽ thay toàn bộ những thứ cần thiết thầy thay vào, đúng không? Đầu tiên là thầy nhân phân phối hoặc thầy đặt x làm nhân tử chung, tại câu chuyện chúng ta đang tìm x mà. Đồng ý chưa? Nên chúng ta sẽ bắt đầu chuyển vế. Chuyển vế nào? Chuyển vế trái qua phải cũng được và phải qua trái cũng được. Thầy tạm thời chuyển phải qua trái thì thầy lấy x làm thừa số chung, thì bên trong ngoặc đơn sẽ còn lại là trừ 2 cộng m. Số 1 thầy chuyển qua tay phải tạm thời là trừ 4. Tới đây thầy chuyển vế, thắc mắc gì không Du Nghi? Dạ không thầy. Và khi viết phương trình hoàn độ giao điểm thì mong muốn của mình là đi tìm ai? Là đi tìm x, đúng không? Nhưng mà trước khi làm mình rút gọn cái đã để xem coi x nó ra như thế nào.
M cộng M là ra 2M. Trừ 2 phần 3 mà trừ 2 thì 3 nhân 2 là 6. Trừ 6 với trừ 2 là trừ 8. Rồi tới đây rút gọn chúng con không? Đúng không Dương Nghi? Dạ yeah, thầy. Đúng chưa? Dạ yeah, giống thầy. Rồi tới đây rõ ràng là mình muốn tìm x thì mình phải chia, chia 2m trừ 8 phần 3 xuống, đúng không? Thì mình mới tìm được x. Mà trong chương trình lớp dưới dạy mình rồi, muốn chia đâu phải dễ đâu. Chia là phải nó khác không thì mới dám chia, không khác không thì đâu dám chia. Nên mình ghi để chia được là để D và D phết cách nhau thì cái anh chàng 2m trừ 8 phần 3 này phải khác không thì mới dám chia. Tại chia mới có ích chứ, không chia sao có ích được. Tại vì có ích thì nó mới cách nhau, còn không có ích sao cách nhau được, đúng không? Bằng không là khác không, nó khác không mới dám chia. Như vậy thì ghi cái dòng để D và D phết cách nhau thì 2m trừ 8 phần 3 khác không. Tới đây con hiểu chưa Dương Nghi? Dạ hiểu thầy. Rồi chuyển về nhanh thì ra bao nhiêu? Tám phần ba con qua tay phải là dương 8/3, ta chia 2 xuống là còn lại 4/3. Đồng ý chỗ này chưa? Do đó ta chia xuống là x bằng mấy đây? Lúc này trừ 4 chia cho cái cục này. Thầy rút gọn luôn là 3 nhân 2m là 6m trừ 8 phần 3. 6m trừ 8 tất cả chia 3 thì 3 nghịch đạo lên là trừ 12. Vậy dưới mẫu còn lại 6m trừ 8. Rồi hãy rút gọn tới đây con hiểu chưa Dương Nghi? Dạ hiểu thầy. Tại vì mẫu số chung ở phía dưới mẫu á, là 3 thì nghịch đạo lên á, là nhân là trừ 4 nhân 3 là trừ 12. Tuy nhiên mấy con số này thầy phát hiện ra chia được cho 2. Chia được cho 2 thì còn lại là trừ 6. Còn 3m trừ 4. Rồi tới đây con hiểu chưa? Tới đây con hiểu chưa con? Dạ hiểu rồi thầy. Rồi. Ở đây mình đã có x. X này là ai? X này là một điểm nằm trên trục hoành. Mà từ nãy giờ cái chữ x này nằm trên trục hoành là chữ A. Nên mình chưa thay vô chữ A. Nên lúc này ta sẽ thay vô chữ A như sau. Vì vậy, suy ra A sẽ có tọa độ là nhiêu? Đó là trừ 6m trừ 6 phần 3m trừ 4. Đó, như vậy tọa độ A sẽ có tọa độ như thế này. Con đồng ý chưa? Dạ yeah, thầy. Thầy vừa mới nói xong D và D phết cách nhau, có nghĩa là cách nhau tại điểm A. Thì hoành độ điểm A là ai? Hoành độ điểm A chính là vừa mới tìm xong, trừ 6 chia 3m trừ 4. Nếu đẹp ngay từ đầu, ta có thể thế chữ A nhỏ này vô chữ X ngay từ đầu cũng được, để từ đó tìm A. Nhưng mà thôi, vì đây mình có lời văn là phương trình hoành độ, đó gọi là phương trình thì nên có chữ X. Nên ngay từ đầu hãy giải phương trình ra X trước. Thật ra X đó là ai? X đó chính là cái chỗ cách nhau giữa 2D và D phết, chính là cái tọa độ điểm A mà mình mới gọi lúc đầu. Như vậy mình đã tìm ra được tọa độ điểm A. Lúc này ta dùng cái cách gì để ta tìm M? Thì ta làm rất là đơn giản. Ta thế vào phương trình nào cũng được, phương trình D cũng được, phương trình D phết cũng được. Giờ xem có D, D phết nào đẹp hơn. À, D phết nó gọn hơn, thì thế vào D phết. Thế vào phương trình D phết ta được
Tại vì mục tiêu chúng ta là tìm m mà câu hỏi chúng ta là tìm m, nên chúng ta thế vào phương trình DFS. Đương nhiên là tọa độ điểm A này thế vào thôi. Thế là thế cái gì? Thế tọa độ điểm A đó. Đó, vào phương trình DFS. Tại vì bản thân điểm A nó nằm trên D và DFS mà, nên ta được quyền thế vào D và DFS đều được. Bây giờ chữ Y thì thế vào số 0. Chữ X thì thế vào là trừ 6 phần 3M trừ 4. Như vậy với phương trình này con đủ để tìm M không Du Nghi? Dạ chắc đủ. Tại vì một phương trình một ẩn thì phải dạy được đúng không? Rồi thầy chờ khoảng 3 phút, các em vừa chép lại nội dung, các em vừa giải tiếp cho thầy M ra bao nhiêu. Rồi bắt đầu 3 phút nè. Hiếu bây giờ nghe có hiểu giống Hiếu? Dạ hiểu rồi. Rồi Hiếu đọc toàn bộ bài giảng hay nghe Hiếu? Dạ rồi. Hướng dẫn 4C D và D phải các nhau tại điểm cần tìm là A. A chấm phải không? Phương trình hoành độ giao điểm của D và D phải là mở ngoặc M trừ 2 căn M trừ 2 phần 3 đóng ngoặc X cộng 1 bằng mở ngoặc 2 trừ m đóng ngoặc x trừ 3 tương đương mở ngoặc m trừ 2 phần 3 trừ 2 cộng m đóng ngoặc x bằng trừ 4 tương đương mở ngoặc 2 m trừ 8 phần 3 x bằng âm 4. Để d và d phải cách nhau thì 2 m trừ 8 phần 3 khác không tương đương m khác 4 phần 3, do đó x bằng âm 4 chia mở ngoặc 2 2m trừ 8 phần 3 bằng âm 12 phần 6m trừ 8 bằng âm 6 phần 3m trừ 4, suy ra a trừ 6 phần 3m trừ 4 chia a chấm phải không. Thế tọa độ giao điểm A và phương trình D phải ta được 0 bằng thầy. Ừ, vô bằng, đúng rồi. Bằng mở ngoặc 2 trừ M đóng ngoặc mở ngoặc trừ 6 phần 3M trừ 4 đóng ngoặc trừ 3 suy ra trừ 6 mở ngoặc 2 trừ M đóng ngoặc bằng
3 mở ngoặc 3m trừ 4 tương đương chừng 2. 2 trừ m bằng 3m trừ 4 tương đương trừ 4 cộng 2m bằng 3m trừ 4 tương đương m bằng 0. Nhận vậy m bằng 0 thì thỏa. yêu cầu bài toán. Yêu cầu bài toán. Rồi, các em nào hiểu hết toàn bộ bài này giơ tay thì đếm nè. Ba bạn. Mới có ba bạn thôi. Năm bạn. Sáu bạn. Rồi, Hưng không tương tác, Hưng không hiểu chỗ nào Hưng. Rồi, Hưng không tương tác rồi. Rồi bây giờ cái chỗ mà thầy dạy phương trình á, thì cái cách dạy của thầy là các em biết rồi đó, thầy chuyển ba qua, thầy quy đồng lên, quy đồng và khử mẫu là bởi vì chúng ta có điều kiện m khác 4 phần 3 nên chúng ta được quyền khử mẫu. Nên trong quá trình quy đồng và khử mẫu thầy dùng dấu suy ra. Nếu em nào tinh tế em sẽ thấy dấu suy ra của thầy. Tại vì thầy dám khử mẫu, có nghĩa là thầy đã lồng điều kiện rồi nên thầy phải dùng dấu suy ra. Chứ thầy không dám dùng dấu tương đương. Tương đương chỉ dùng khi nào chúng ta chuyển vế, chúng ta rút gọn, chúng ta nhân phân phối thì chúng ta mới chuyển vế thôi, à chúng ta mới tương đương thôi. Thì đó là cái cách dạy phương trình của thầy. Du nghi sửa tới đâu rồi? Em sửa xong rồi thầy. Bây giờ con muốn kiểm tra biết mình làm đúng hay làm sai. Đố con mình phải làm gì? Thế số này. Cụ thể thế số mấy? Dạ, thế số 0. Thế m bằng 0 vào đúng không? Rồi, thì thế thử nè. Thế m bằng 0 vào có phải là trừ 2 phần 3x cộng 1 không? Y bằng trừ 2 phần 3x cộng 1, con có thấy không? Dạ thấy rồi. Ừ, thầy nháp cho con nha, đây là ngoài nháp. Nháp này có nghĩa là thử lại để biết chúng ta làm đúng hay sai. Đó, đây đây là cái nháp thôi. Dư giờ thì chúng ta cứ việc làm cái điều này. Đây là điều cẩn thận, là cũng là điều tốt, chứ không có cái gì mà dư ở đây. Nên viết lại D là thế vào số 0. Như vậy cụ thể chỉ còn lại là trừ 2 phần 3x cộng 1. Rồi đồng ý chưa, chú Nghi? Dạ thầy. Thế phết. Thế mà bằng 0 vào thì cụ thể ra nhiêu? Thấy trừ 3 không? Đúng không? Rồi muốn biết coi cái tọa độ đó có thực sự nằm trên trục hoành hay không thì ta viết phương trình hoành độ giao điểm để ta biết nó có nằm hay không. Sau khi viết con tìm được ít âm du nghi, chuyển vế với ít tính nhầm giùm thầy ra nhiêu du nghi. Ít bằng mấy? Có tính nhầm cái ít bằng 3, 3 phần 2 đúng không? Rồi thế ít bằng 3 phần 2 vào. Còn phương trình nào cũng được. Vào phương trình D đi, D phải đi cho nó gọn. Ta được y bằng mấy? Bằng không thầy. Được y bằng 0. Như vậy do đó tọa độ giao điểm là 3 phần 2 với mấy? Không. À, với không. Như vậy là đúng nằm trên trục hoành không? Có phải yêu cầu bài toán không? Dạ khỏe thầy. Là cách nhau tại một điểm trên trục hoành. Như vậy là mình làm đúng hay sai?
Vậy làm đúng. Ừ, vậy là mình làm đúng. Đáp án M bằng 0 là đúng. Được chưa? Cái này là làm nháp thôi, chứ không phải làm chính thức. Nên em nào mà dư giờ thì nên làm động tác đó để kiểm tra mình chính xác tuyệt đối. Cái này gọi là chính xác tuyệt đối luôn đó. Nên thành ra khi ra phòng thi gì đó, đứa nào hỏi đáp số á, mình không cần phải đọc đáp số mình trước. Mình nói mày đọc đáp số tao nghe. Nó đọc đáp số mà khác mình tuyên bố nó luôn, mày làm sai rồi. Không cần phải giải thích. Nói làm sai rồi, hỏi tại sao sai thì mình nói đáp số mày sai. Hỏi tại sao đáp số tao sai thì mình cứ thế vô đi, mày biết liền nè. Mày thế đáp án mày vô coi xem có đúng đề bài không. Nếu thế vô là mày tự hiểu. Nên không cần phải giải thích. Không cần giải thích là thế nào gọi là đúng, thế nào gọi là sai. Đáp số nào gọi là đúng, đáp số nào gọi là sai. Không cần phải giải thích. Nếu mày cứ thế ngược lên đi, thấy không phải vào bài toán là mày sai chắc rồi đó. Đó là cái cách mà mình không có tranh luận đúng sai ở đây. Đó là cái cách để tìm ra cái hướng, để cho người ta tự tìm hướng luôn. Là người ta sai người ta tự biết nè. Bài tập về nhà là đề số 2, hoàn toàn tương tự đề số 1, nên thầy sửa luôn cho nhanh. Rồi để tiết kiệm thời gian, Du Nghi đọc cho thầy bài 1A. Đáp án nào nhiêu được Du Nghi? Yeah, bài 1A là M lớn hơn 5. Rồi đáp số này đúng, bởi vì lý thuyết mình biết rồi. 1B. M bé hơn 5. Rồi đúng. Qua bài 2A là vẽ rồi, tìm tọa độ giao điểm 2B ra bao nhiêu Du Nghi? Dạ 2B cũng đó là tọa độ giao điểm là trừ 1 chấm phẩy trừ 2. Trừ 1, trừ 2. Quỳnh Hương đúng đáp số này không Quỳnh Hương? Dạ đúng thầy. 2C Du Nghi ra bao nhiêu? Dạ con là M bằng 3. Bài này cách làm thì bữa thầy đã có một bài tương tự chưa Du Nghi? Dạ có rồi thầy. Có nghĩa là đi viết phương trình hoành độ giao điểm của D và D' trước phải không? Dạ đúng rồi. Để đồng quy thì mình thế vô thằng D lớn có phải không? Dạ đúng rồi. Hình như câu B nó gợi ý là tìm tọa độ giao điểm A. Như vậy câu C để tiết kiệm thời gian mình lấy kết quả câu B được không? Dạ yeah, được thầy. Mình nói vì để ba đường thẳng đồng quy thì tọa độ điểm A phải thuộc đường thẳng D lớn, được không? Dạ yeah, được thầy. Rồi sau đó mình sẽ làm gì? Mình tìm M. Đồng ý chưa? Dạ yeah, đồng ý thầy. Rồi. Như vậy bài này cũng không khó. Qua bài 3 thì con giải bài tập song song thôi, đúng không nào? Bài 3 con ra đáp số bao nhiêu? Bài 3 là tại vì con nghĩ là nó thuộc rỗng. Rỗng hả? Ra đáp số rỗng hả? Rỗng có nghĩa là khi song song thì con cứ dùng công thức là hai hàng chàng song song nhau là D song song D phép thì ráp cái bộ công thức ở bữa mình học vô. Như vậy thì ghi luôn là ta có D song song D phép, suy ra cụ thể là A của D bằng A của D phép, và đương nhiên mình phải có cái điều kiện B của D phải khác B của D phép đó, phải có điều kiện kèm theo, đúng không nào? Thì để lát nó còn nhận loại đáp số nữa chứ. Thì cụ thể hơn là hai thằng A là nhiêu? Đó là M cộng 1 sẽ bằng với M bình cộng 1. Còn B là ai? B là trừ 1 sẽ khác với trừ M. Con làm tới đây chưa Du Nghi? Có giống thầy không? Dạ làm tới đó rồi thầy. Ừ, tới đây thì bài này dễ giải. Bởi vì lý do hai số 1 chỉ tiêu rồi, nên thầy giải nhanh, đó là M bằng 0 hoặc M bằng trừ 1. Không biết thầy dạy nhanh như vậy có giống con không? M bằng 0 hay M bằng trừ 1 con? Thầy dạy nhanh này giống con không? Hai số 1 triệt tiêu, chuyển vế, M bằng 0, M bằng trừ 1.
giống không hay khác? Phút triệt tiêu ra là m bình trừ m bằng không đúng không thầy? Ừ, m bình trừ m bằng không thì m bằng không, m bằng trừ một, m bằng một chứ, thầy ghi lộn đúng không? Vậy nhanh là ra vậy không? Dạ thầy. Nếu vậy nhanh vậy thì ra em m bằng mấy con? M bằng không. Chứ sao rộng? Thầy đâu thấy rộng đâu. Vậy kết luận sao? Tại vì có điều kiện là m khác một đúng không? Nên kết luận là vậy. M bằng không. Thì Thoại yêu cầu bài toán. Đó, chép cái này đi cho lẹ. Vậy m bằng không, Thoại yêu cầu bài toán. Như vậy là bài 3 con làm sai phải không Du Nghi? Dạ thầy. Rồi sửa lại đi con. Cái bộ song song thì ta cứ ráp đúng lý thuyết song song thôi, đừng có suy nghĩ nhiều. Làm toán nó dễ lắm, cứ đúng từ khóa nào em ráp đúng cái công thức đó vào là xong. Con mà được kỹ năng này rồi á là con học môn gì cũng dễ đó. Con học môn Anh văn cũng dễ nữa, thí dụ ngữ pháp. Cứ đúng ngữ pháp này là ráp công thức này vô là xong. Cứ đúng ngữ cảnh này, đúng từ vựng này cứ ráp vô là xong. Con học sự địa công dân cũng dễ nữa. Cứ đúng ngày tháng đó, sự kiện đó là đúng ngày tháng đó. Sự kiện này đúng ngày tháng đó. Nó rất là dễ nhớ. Địa lý cũng vậy, cứ đúng tọa độ khu vực này thì nó có những vùng này liên quan. Đi du lịch bất kỳ nơi đâu cũng đúng cái vị trí địa lý, cũng đúng xã hội con người như đó thôi. Nên con học toán mà con làm được một kỹ năng á, từ khóa này, tương ứng phương pháp này là con học môn gì cũng dễ đó. Nên tại sao người ta nói học môn toán mà giỏi là môn gì cũng tốt, và ra đời cái gì nó cũng có thể xử lý được. Bởi vì lý do là em đã quá nhuần nhuyễn trong vấn đề là gặp từ khóa là phải xử lý được. Từ khóa này sẽ tương ứng với sự xử lý này. Từ khóa kia sẽ tương ứng với sự xử lý kia. Và đương nhiên những cái từ khóa đó nó sẽ có những xử lý đúng đắn, chứ không phải xử lý tầm bậy tầm bạ. Giống như mình học định lý, mình học công thức là những từ khóa đúng đắn, thì mình ráp vô là bảo đảm không bao giờ sai. Bây giờ trong 3 câu của đề số 2, các em có muốn thầy sửa chi tiết bài nào không? Hay là thầy sửa chi tiết bài 3 như vậy là ok rồi. Quỳnh Hương có muốn sửa chi tiết bài nào không? Dạ không thầy. Công Hương? Dạ không thầy ơi. Anh Vân? Dạ không thầy. Hiếu? Hương? Dạ không thầy ơi. Nam? Không thầy. Thì sau một phút thầy qua đề 3 nha. Hay là muốn đề 3 làm bài tập về nhà? Đâu, đề 3 là đề gì? À, mình còn có mỗi đề 3 thôi. Thì cho bài tập về nhà là đề 3 đi. Lát nữa mình quay về toán thực tế. Sau một phút mình sẽ quay lại toán thực tế nha. Bài tập về nhà là đề 3, tuần 12, toán lớp 9. Đó, bài tập về nhà là đề 3 thôi. Em cứ làm tương tự. Bây giờ thầy sẽ quay lại toán thực tế. Bữa mình dừng tới đâu rồi, Sống Hương có nhớ không con? Mình chưa làm bài nào hay sao hả? Hay làm rồi? Sống Hương nhớ không? Mình làm bài nào chưa? Sống Hương sửa bài xong chưa con? Dạ rồi thầy. Sửa bài xong rồi, con đọc hai bài một đi nào. Một cửa. Thầy kéo lên được không thầy? Thầy kéo rồi con, dạ. Thấy chưa?
Một cửa hàng bán son giá niêm yết là 400 nhưng dịp khai trương cửa hàng có hai hình thức khuyến mãi. Hình thức khuyến mãi một, nếu mua hai thỏi son thì được giảm 15% trên tổng giá trị. Hình thức khuyến mãi hai, nếu mua hai thỏi son thì được tặng kèm phiếu mua hàng trị giá 125.000 đồng. Được trừ trực tiếp số tiền trên hóa đơn. Hỏi nếu bạn ăn mua hai thỏi son thì bạn nên chọn hình thức nào cho tiết kiệm tiền nhất? Nhẩm lại đề một lần nữa đi để xem coi mình xử lý như thế nào. Đấy, hóa thân thành nhân vật nha. Mình là nhân vật đi mua hàng, mình đi tới cửa hàng đó, mình sẽ nhìn vô cái mặt hàng AB gì đó và mình là người xử lý tình huống. Khi em hóa thân thành nhân vật đó, thì em mới thực sự em nghiêm túc trong vấn đề em dạy bài tập này, và lúc đó cái độ sáng tạo và cái độ tư duy của em nó mới mạnh được. Còn em mà hời hợt đọc cho có đọc, hoặc là trong đầu em có một cái suy nghĩ là mình lệ thuộc vào người ta, lệ thuộc vào người khác dạy cho mình, lệ thuộc vào cái gợi ý của thầy cô, gợi ý của bạn bè, thì em sẽ không có áp lực là mình phải xử lý tình huống này. Khi mình hóa thân thành nhân vật có nghĩa là mình ép mình phải xử lý tình huống này. Du Nghi đọc lại lần hai. Dạ, bài 1, một cửa hàng bán son với niêm yết là 400. Nhân dịp khai trương, cửa hàng có hai hình thức khuyến mãi là hình thức khuyến mãi 1. Nếu mua hai thỏi son thì được giảm 15% trên tổng giá Rồi dừng trị hình lại, thức. con có tính được cái kết quả hình thức quy hoạch một Dạ được thầy. không? Này mua mấy mấy hỏi. Dạ hai thỏi. Con làm toán gì con mới tính được cái giá của hai thỏi son đó Dạ tháng cộng. như thế nào, trong khi Dạ bài dạy là của thầy đâu bốn. có cộng. À, con lấy 400 ngàn cộng 400 ngàn đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Giống như 2 nhân 400 ngàn được không? Dạ được thầy. Nhưng chưa đủ. Nhân cho à, không trừ cho 4 800 nhân 800 cho đâu mười lăm ra? phần trăm 800 rẫy thầy. 800 đâu? Sao trừ? Phải nhân cho 100% trừ đi 15%. Có hiểu cái dòng đó không? Dạ hiểu thầy. Như vậy muốn tính tỷ lệ phần trăm thì buộc mình phải tính số phần trăm mà người ta mong muốn trên tổng giá trị. Thì người ta cho mình có giảm 15% thôi, người ta muốn 85% thì mình phải lấy 85% mình trên nhân cho tổng giá trị. Đồng ý chưa Du Nghi? Dạ đồng ý thầy. Đồng Hương, hình thức khuyến mãi hai con xử lý như thế nào? Có nghe này. Con không thấy gì, không thấy gì đó. Thầy chưa hiểu ý con đang muốn nói gì. Ý là hồi nãy thầy vừa hỏi con đúng không? Ừ, thầy hỏi con hình thức khuyến mãi hai mình tính như thế nào? Dạ này là lấy giá tiền của hai thỏi son xong con đi trừ cho 125.000 đồng. Ừ, đúng rồi. Tại vì nó cho trừ trực tiếp mà, đúng không? Thì con Dạ nhìn bài đúng dạy của rồi. thầy, con đọc luôn đi. Dạ thầy là nếu em mua hai thỏi son theo hình thức khuyến mãi hai thì 2 nhân 400 trừ 125 bằng 675 Việt Nam đồng. Để tiết kiệm tiền, bạn An nên chọn hình thức khuyến mãi 2. Rồi. Bài này thầy nghĩ là nếu thầy không gợi ý chắc tụi em cũng làm được, tại vì nó cũng khá rõ ràng, đúng không? Rồi, sau 2 phút sửa bài thầy sẽ chuyển qua bài 2 ngay. Các em sửa bài nhanh lên. Mấy cái này nó nằm trong đề cương tuần 12. Em nào đã in ra rồi thì không cần phải chép lại đề. Tụi em mà học hành nghiêm túc á, tụi em nên in ra. Còn nếu em nhà mà không có máy in á, thì tụi em nên chép lại thì hay nhất. Nói chung là tụi em nên có cái đề bên cạnh thì tụi em mới 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 rõ ràng hơn. Rồi 2 phút bắt đầu nha, để cái gì thì chuyển qua bài 2 luôn.
Rồi Hiếu đọc hai bài hai Hiếu. Được rồi. Bài 2, cách đây 2 tháng bạn ăn nặng 100 kg nên bạn tập gym để giảm cân. Tháng đầu bạn giảm được 10%, tháng sau bạn lại giảm được 10% so với tháng trước. Hỏi hiện giờ bạn nặng bao nhiêu? Rồi dừng lại một tí. Con ngẫm là một chút coi. Con là người đi tập gym. Con được giảm mấy lần? Sao hai? Con là người đi tập gym, con sẽ được giảm mấy lần? Dạ, 2 lần 2. Lần thứ nhất giảm bao nhiêu? Giảm 10%. Vậy người ta mong muốn lấy bao nhiêu tiền? À... người ta mong muốn lấy 90% đúng không? Dạ, đúng rồi. Như con mong muốn 100 kg con giảm đi, con mong muốn nó còn 90%, có phải không? Rồi. Thì con làm toán gì? Dạ nha. Lấy mấy nhân mấy? Dạ, lấy 100 kg nhân 100% trừ 10%. Ừ, cụ thể là nhân 90% phải không? Dạ. Rồi tháng thứ hai con sẽ làm gì? Con lấy cái số 100 kg cũ hay là con lấy cái số ký mới? Dạ, ký mới hả? Rồi con đọc bài giải đi. Dạ, số cân nặng sau tháng 1 100% nhân một trăm phần trăm hồi nào? Dạ đọc sai. Rồi đọc lại từ đầu. Tối cân nặng tháng 1 100 nhân 100% trừ 10% bằng 90 kg. Số cân nặng thứ hai sau tháng 2 90 nhân 100% trừ 10% bằng 81 kg. Hiện giờ bạn ăn nặng 81 kg. Bài này cũng khá dễ đúng không? Đọc đề là biết mình phải làm gì đúng không Hiếu? Dạ rồi. Khánh Văn đọc 2B. Dạ thầy. Đọc B cái đó. Đề bài. Ừ, đề bài. Dạ. Hiện nay bạn tiếp tục tập gym và dự tính trong 2 tháng tiếp theo bạn sẽ giảm còn 51,84 kg. Hỏi mỗi tháng tiếp theo đó bạn giảm bao nhiêu phần trăm so với tháng trước? Biết rằng tỷ lệ phần trăm giảm trong 2 tháng tiếp theo đó như nhau. Cho anh ngẫm 1 phút xem con hóa thân thành nhân vật coi mình sẽ là làm như thế nào. Mình là người đi tập gym. Mình đang 81 kg. Mình mong muốn 2 tháng tiếp theo mình như đây. Vì đây là 2 tháng nên người ta hỏi mỗi tháng. Thì trong bài giải thầy có nói cái gì mà chưa biết. Tại đây là bài toán ngược mà, mình đặt là x. Vậy theo Khánh Vân thầy đặt x là gì Khánh Vân? Dạ thầy, đặt x là tỷ lệ phần trăm bạn sẽ giảm trong mỗi tháng. Như vậy con nhìn cái đặt x của thầy có phù hợp với câu hỏi của đề bài không? Dạ phù hợp thầy. Hỏi gì thì mình đặt x đó, đồng ý chưa Khánh Vân? Dạ. Con hiểu tại sao điều kiện của thầy là x nằm từ 0 tới 1 không? Bởi vì nó là tỷ lệ phần trăm. Con thấy tỷ lệ phần trăm có thằng nào nhiều không? Ví dụ 10% thật ra nó chỉ có 0,1 thôi có đâu đúng không? Dạ. 100% là nhiêu? Một trăm phần trăm là một đúng không? Dạ. 90% là nhiêu? À, 0,9. 90% có phải là 0,9 không? Dạ phải. Như vậy tối đa là giảm 100% thì chả lẽ nó xuống 0 kg? Có người nào mà xuống 0 kg được không Anh Vân? Dạ không. Nên mình phải từ 0% tới 100% chứ, có đúng không? Nên ít phải nằm từ 0 tới 1, con hiểu chưa? Dạ rồi. Bây giờ bản thân bạn An này đã được 2 tháng rồi. Thì nếu làm tiếp thì bạn sẽ rơi vào tháng thứ mấy? Dạ tháng thứ 3.
Vậy lấy số ký của 100 hay lấy số ký của tháng thứ hai? Dạ, lấy số ký của tháng thứ hai. Như vậy muốn tính được cái độ giảm số ký của bạn đó thì lấy số ký của tháng thứ hai ta trừ đi cái phần giảm, có đúng không? Dạ. Con có biết bạn giảm bao nhiêu không? Dạ, giảm. Mình đặt là ít. Mình đặt là ít. Còn cái dụ 10% á là của câu A, nó không có dính dáng gì tới câu B hết á. Con phải độc lập. Cái giảm của câu A nó không có liên quan tới giảm của câu B. Câu B mình đã đặt là ít rồi thì coi như đó là ẩn số đã biết. Chẳng qua thay vì là số thì mình làm trên chữ thôi. Nên con biết chắc là nó giảm bao nhiêu, đó là có nó giảm 81 nhân ít. Ví dụ ít là 10% thì nó đã giảm 81 nhân cho 0,1. Con có đồng ý là 81 nhân 0,1 có phải là số giảm kg của nó không? Nếu nó giảm 10%. Dạ đồng ý thầy. Nếu ít là 20% có phải số giảm của nó là 81 nhân 0,2 không? Dạ đúng. Nên con có hiểu cái biểu thức thầy ghi là 81 trừ 81 nhân ít ở đâu ra chưa? Dạ rồi. Trừ là số nó được giảm. Giảm bao nhiêu thì trừ bấy nhiêu. Giảm 81 nhân ít lần. Ít chưa biết thì vẫn là coi như lấy thôi. Giảm bao nhiêu trừ bấy nhiêu thì lấy số gốc trừ đi. Nên biểu thức thứ nhất. Con hiểu chưa? Dạ rồi. Lấy mấy lần biểu thức chung? Dạ, 1 trừ x. Lấy 81 làm thừa số chung. Lấy số 81 không? Dạ, thấy. Rồi, đương nhiên đơn vị là gì? Dạ, đơn vị là kg. Lúc này số ký của bạn đó đang là 81. Tất cả nhân cho 1 trừ x. Được chưa? Đó là số ký của tháng thứ 3 đó. Đồng ý chưa? Dạ rồi. Vậy muốn tìm số ký của tháng thứ tư có làm tương tự không? Dạ có. Tương tự là giảm bao nhiêu thì nhân ít bấy nhiêu. Tại vì ít là số tỷ lệ phần trăm giảm mà. Nên cái biểu thức của tháng thứ tư là lấy cái số của tháng thứ ba trừ đi cái phần giảm, là lấy cái số đó nhân ít. Con thấy cái số đó nhân ít thầy ghi chưa? Dạ rồi. Lúc này lấy gì làm thừa số chung tiếp? Dạ, lấy 81 nhân 1 chữ x làm thừa số chung tiếp, đúng không? Dạ. Lấy 81 nhân 1 chữ x làm thừa số chung thì bên trong sẽ còn lại mấy? Bên trong sẽ còn lại là 1 chữ x. Dạ. À, 1 chữ x xuất hiện 2 lần, thầy ghi là 1 chữ x tất cả bình được không? Dạ được. Như vậy thầy đã tìm được số cân nặng vào tháng thứ tư chưa? Dạ rồi. Vì người ta nói là giảm còn. Như vậy kết thúc tháng thứ tư bạn còn bao nhiêu ký? Dạ thầy. Bạn kết thúc tháng tư còn bao nhiêu ký? Để bài cho. 51,84 kg. Như vậy ta có một phương trình là kết thúc tháng thứ tư là cái biểu thức này sẽ bằng đúng con số đó. Tới đây con hiểu chưa? Dạ rồi. Dấu tương đương thứ nhất, thầy khai phương hay vế. Khai phương là gì con biết không? Là lấy căn bậc 2 lên đó. Căn bậc 2 của 81 là nhiêu? Dạ 9. Căn bậc 2 của 1 trừ x tất cả bình là nhiêu? Dạ 1 trừ x. Sai, trị tuyệt đối. Con học rồi, khai phương một con số thì được. Nhưng khai phương một con chữ thì phải có gì kèm theo? Chị tuyệt đối. Bây giờ con lấy máy tính, căn bậc 2 của 51,84 là nhiêu? Bấm ra thì ra còn nhiêu? Dạ thầy là 7,2. Như vậy, lấy 7,2 chia 9 được nhiêu? Dạ được 0,8. Như vậy, đây là kiến thức của lớp 8. Trị tuyệt đối A bằng B. Trong lớp 8 dạy rằng như thế nào? Là A bằng B hoặc A bằng trừ B. Thế là con hiểu chưa?
Dạ rồi. Chuyển vế qua từ bit được không? Dạ được. Như vậy 0,2 thì bản chất nó có phải là 20% không? Dạ phải. 1,8 là bản chất nó là nhân 100 ký hiệu phần trăm. 1,8 nhân 100 là 180% đúng không? Dạ. 18% chứ. Phải 18% không? 180% chứ đúng không? Dạ. Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Vậy thằng nào nhận thằng nào loại? Dạ 20% nhận. Đúng rồi, tại vì số phần trăm làm gì mà vượt tới 100% ghê vậy, nên lấy 20% thôi. Tỷ lệ bạn An giảm được là 20%. Vậy toàn bộ bài giải của B con hiểu hết không? Dạ hiểu. Rồi đây là bài đầu tiên liên quan tới bài thánh ngược để tìm ít. Đó cũng là một trong những bài toán thi thực tế của tuyển sinh lớp 10. Nên Khánh Vân đọc kỹ chi tiết bài B lại một lần nữa to lên thì nghe rõ nè bài giải. Dạ. Gọi x là tỷ lệ phần trăm bạn An giảm trong mỗi tháng điều kiện không bé hơn x, x bé hơn 1. Số cân nặng trong tháng 3, 81 trừ 81 nhân x bằng 81 nhân 1 trừ x, đơn vị là kilogram. Số cân nặng trong tháng 4, 81 nhân 1 trừ x trừ 81 nhân 1 trừ x nhân x bằng 81 nhân 1 trừ x 1 nhân 1 trừ x bằng 81 nhân 1 trừ x bình trừ x tất cả bình, đơn vị là kg. Ta có phương trình 81 nhân 1 trừ x tất cả bình bằng 51,84 tương đương 9 nhân trị 1 trừ x bằng 7,2 tương đương trị 1 trừ x bằng 0,8 tương đương 1 trừ x bằng 0,8 và 1 trừ x bằng trừ 0,8 tương đương x bằng 0,2 và x bằng 1,8 hay 20% hoặc 180%. Vậy tỷ lệ phần trăm mỗi tháng 3 và 4 mà bạn An giảm là 20%. Rồi, con sửa bài tới đâu rồi? Dạ, con sửa đến số cân nặng tháng 4 thôi. Rồi, con sửa tiếp đi nào, thì chờ.
Tân sửa đâu rồi Hưng? Cô bé à, Hưng nó toàn hỏi ngược lại không ạ? Bó tay Hưng. Hưng chuyên gia hỏi ngược lại. Nam đọc bài 3 đi Nam. Dạ. 3. Ba bạn An mua một cái máy lạnh hết 11.550.000 đồng. Đã tính thuế giá trị gia tăng VAT là 10%, hỏi giá của cái máy lạnh khi chưa tính thuế là bao nhiêu? Có hiểu thuế VAT là gì không Nam? Hiểu. VAT là gì? Con hiểu. Con vừa mới nói hiểu. Con bảo giờ không hiểu. Anh chàng Hiếu nè, chuyên gia tiếng Anh nè, nó hay nghe VAT là gì Hiếu? Không biết thầy ơi. Value added. Không biết. Tax. Tax. Là cái gì? Có nghĩa là gì? Không biết thầy ơi. Đó là cái thuế mà doanh nghiệp nào cũng phải trả khi đã là doanh nghiệp. Thầy vừa mới search Google cho con nè. Đó, cho con một cái nốt đầu tiên. Nốt của toán thực tế nha. Nốt đàng hoàng, nốt số 1. Nốt số 1. Em nào mà không biết VAT là gì á, sau này làm toán thực tế á, lúc nào cũng nói về VAT. Bây giờ họ ngược lại VAT là gì, chả biết, nó quê lắm. Nên thôi chịu khó ghi lại cho thầy VAT là gì như trên màn hình. Đó. Tại vì tương lai em sẽ gặp cái từ này rất nhiều trong các bài trên đề cương của trường. Chính vì vậy mình nên nốt nó lại một cái. Nó là cái này. Rồi Hiếu đọc to thì nghe coi. VAT là gì? Thuế giá trị gia tăng VAT, Value Added Tax. Trước đây còn gọi là thuế trị giá gia tăng, là một dạng của thuế thương vụ và một loại thuế gián thu được đánh vào người tiêu dùng cuối cùng, mặc dù chủ thể đem nộp nó cho cơ quan thu là các doanh nghiệp, do VAT có mục đích là một khoản thuế đối với việc tiêu thụ, cho nên hàng xuất khẩu theo định nghĩa này thì người tiêu dùng ở nước ngoài thường không phải chịu thuế VAT, hoặc cách khác VAT đối với người xuất khẩu được hoàn lại. Hiểu cái nội dung này không? Nghĩa là cái người nào giống như con đi du lịch Singapore á, con mua một món hàng nào đó thì tùy cái quy định của đất nước đó, vì anh xuất khẩu mà anh mang sách tay từ Singapore về Việt Nam, anh xuất khẩu, anh không phải là doanh nghiệp thì anh được miễn thuế VAT nên nó sẽ được hoàn lại. Còn bất kỳ một doanh nghiệp nào trong nhà nước mà khi tiêu thụ một mặt hàng nào đó đều phải chịu thuế. Như vậy thầy hỏi Nam chịu thuế là mình trừ đi thì mình cộng vào. Cộng vào là người tiêu dùng phải cộng vào, đồng ý không? Đồng ý. Vậy cái bạn An này nè, ba bạn An này đã mua hết vô đây rồi, đã cộng chưa? Dạ rồi. Như vậy muốn tìm giá gốc, giá gốc thì mình làm toán gì? Làm toán gì? Làm toán trừ. Trừ cho mấy? Trừ cho số đó, nhân cho nhân trừ số đó, nhân cho nhiêu? Nhân cho 10%. Rồi con bấm máy tính ra nhiêu. Rồi bấm đi, ra nhiêu.
nhiều hơn. Dạ. 10.395.000 đồng. Đúng rồi hả? Sao anh chàng nào tính phía trên mà tính sai vậy ta? 10.300.000 hay 500.000? Không bấm đúng không á? Du Nghi bấm lại thầy coi Du Nghi. Nó bấm có 300 mà, 10.300.000. Và đáp số anh chị nào bấm đây 10.500.000 kìa. Mười triệu ba trăm, mười triệu năm trăm không? Dạ, 10.395.000. Kỹ lại, 10.000 mấy? 300. 95.000. Đúng không? Rồi thầy. Du Nghi ra nhiêu? 10.395.000 hả? Dạ đúng rồi thầy. Cái anh chàng nào bấm cho thầy ra 10.500.000 nè, trời ơi, bó lại anh chàng nó luôn. Giờ giá bán là giá bán cái gì? Cái máy lạnh đúng không? Giá bán cái máy lạnh. Mình phải có lời giải đàng hoàng, lúc trước tính thuế là đó, làm gì cũng phải có lời giải. Và cũng phải có thêm cái đơn vị nữa. Đơn vị đây là đơn vị gì? Việt Nam đồng đúng không? Thì đã tính thuế 10% rồi thì mình cứ trừ ra thì ra bán giá gốc. Ok chưa? Mười triệu 395. Vậy anh chàng nào tính sai thầy rồi. Rồi cô B, Nam đọc tiếp đi Nam. Bạn An đi siêu thị mua một hóa. Món hàng đang được khuyến mãi giảm giá 15%, do đó bạn chỉ trả 170.000 đồng cho món hàng đó. Hỏi giá bán ban đầu khi chưa giảm giá của món hàng đó là bao? Giống không ta? Giống bài trên không? Có thấy giống bài trên không? Giá bán ban đầu chưa giảm giá là của giống bài trên không con? Cái này mình lấy cộng luôn. Bây giờ bạn đó, do đó bạn chỉ trả như đây. Ừ, mình cộng lại, tại vì lý do là bạn nó được giảm mà đúng không? Thì giá bán ban đầu phải là cộng bao nhiêu con? Đến 170.000. Nhân bao nhiêu? Đúng không? Đúng không Nam? Cộng lại đúng không? Dạ. Yeah. Rồi bấm máy tính giùm thầy coi ra nhiêu. À, ra nhiêu con? Nó bấm 200.000 á, không biết bấm gì đúng không? Sao nè em bấm đi cho thầy. Dạ. Con ra 195.500 đồng thầy. Rồi, thì đứa nào bấm máy tính thầy bấm sai từ đầu tới cuối ta. Du Nghi con ra nhiêu Du Nghi? Dạ ra giống bạn thầy. Ừ, rồi xong rồi. Sao nó lại 200.000 bó tay thiệt. Bấm từ gì mới ra số đó. Rồi, sửa xong bài 3 đi qua bài 4 con. Quỳnh Hương sửa tới đâu rồi? Dạ sửa xong bài 3 rồi thầy.
Rồi Quỳnh Hương đọc bài 4 đi. Dạ, bài 4. Nhân ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam, cửa hàng sổ sách giảm giá 30% cho khách hàng là phụ nữ, và ai có thể khách hàng thân thiết sẽ được giảm giá 10% trên giá đã giảm. A. Hỏi cô A có thể là khách hàng thân thiết muốn mua một cái túi sách có trị giá 500.000 đồng thì cô phải trả bao nhiêu? B. Hỏi nếu cô A có thể là khách hàng thân thiết và trả 370.000 đồng khi mua sổ sách thì giá ban đầu là bao nhiêu? Xử lý cô A làm sao? Tập nhẩm lại tí đi, xử lý sao? Giá niêm yết của túi sách 500 đồng vậy thì cô An là vừa là phụ nữ và có thể là khách hàng thân thiết, vậy thì cô là lần đầu thứ nhất thì cô lấy 500.000 trừ với lại 500.000 nhân 30% và ra cái giá cô được trừ vì là khách hàng phụ nữ. Sau đó cô lấy cái giá vừa trừ đi cái giá vừa ra, sau đó mình trừ tiếp cho 500, trừ tiếp cho cái giá ấy nhân với lại 10% thì sẽ ra cái giá phải trả. Vậy là ý tưởng của con là cứ làm từ từ đúng không? Con bấm máy tính lần đầu coi ra bao nhiêu tiền. Vì giảm 30% nên trừ trước 30% doanh số đó rồi con ra bao nhiêu. Dạ là bằng 350.000. Thầy ghi là số tiền của An được giảm ha, dùng từ được ha, được giảm lần 1 đó, được giảm lần 1 là còn ra bao nhiêu? Dạ 350.000. 350 đúng không? Đơn vị. Dạ 1.000 đồng. Rồi tiếp, rồi số tiền được giảm lần 2 là con nói lấy kết quả đó đúng không? Dạ. Kết quả đó là 350.000. 350.000. Trừ nhiêu nữa? Rồi, trừ với lại 350.000 nhân 10%. 10% bấm luôn máy tính luôn đi, ra nhiêu không? Dạ 315.000 đồng. 315.000. Rồi bấm chính xác rồi đúng không? Dạ. Rồi con suy nghĩ coi nếu mình làm gộp được không hay là mình không làm gộp được? Dạ, làm mình từ từ thôi. Làm gộp được. Làm gộp có được không? Được thầy. Con làm gộp bằng cách nào? Dạ chắc là lấy 500.000 trừ với 500.000 nhân 30% cộng với 10%. Bấm rồi ra nhiêu? Nếu làm gộp có ra được 315.000 luôn không? Dạ không, nó ra 300.000 thầy. Như vậy là làm gộp là đúng hay sai? Dạ sai. Sai chỗ nào? Dạ chắc là ngay cái phần tính toán là lấy 10% cộng với 30%. Không phải, sai chỗ này nè. 10% là 10% trên đâu? Trên giá đã giảm. Còn con làm toán gộp hồi nãy là con làm trên đâu? Về giá niêm yết. Như vậy là đúng hay sai? Dạ sai. Như vậy bài này có nên làm gộp không? Dạ không thầy. Nên là từ từ về tính trên giá đã giảm rồi. Nên nãy con 10% mình tính lên giá 500 ngàn thì đâu có ổn đúng không? Đọc câu B coi. Dạ. Dạ câu B là nếu cô An có thể là khách hàng thân thiết trả 370.000 đồng khi mua giỏ sách thì giá ban đầu là bao nhiêu? Bài này có phải bài toán ngược không? Dạ phải. Gọi ít là gì? Dạ gọi ít là giá ban đầu. Giá tiền ban đầu của ai? Dạ, của túi sách. Của món hàng của túi sách hả? Bà này yêu cầu túi sách hay món hàng? Giỏ sách nha. Dạ cái giỏ sách. Rồi cứ nói đúng cái lời văn của nó đi. Giỏ sách. Điều kiện là gì con? Dạ điều kiện là ít lớn hơn không. Ừ ít lớn hơn không. Giá tiền thì lớn hơn không. Đúng không? Dạ. Rồi đơn vị ít này là gì con? Dạ nghề đồng. Việt đồng, Nam đơn đồng. Vị đồng. Đúng không? Phải ghi đơn vị bên này được chưa? Rồi. Bây giờ số tiền cô An giảm lần 1 và ít là giảm lần 1 là cứ làm y như trên thôi đúng không? Tại cô này có là phụ nữ không? Dạ phải. Vì lấy cái gì, chữ gì?
Giờ lấy 370 trừ với lại Để x 370 chứ nhân x. 370 à, đâu đâu. Rồi x là giá giá tiền là ban giá. Đầu của giờ sách mà. Dạ, Làm dạ. giống như trên phải là x trừ bao nhiêu. Dạ x trừ cho x nhân 370.000 đồng. Đâu, con quên mất 370.000 đồng là gì? Là số tiền người ta trả. Hỏi nếu cô anh trả 370.000 đồng là số tiền cuối cùng. Như vậy giảm xong mới ra được 370.000 đồng chứ. Dạ rồi. Nên phải lấy số tiền ban đầu của giỏ sách trừ đi cái số tiền mà giỏ sách được giảm. Sau đó thầy rút gọn là còn bao nhiêu? Giờ là 0,7 nhân x. Rồi số tiền cô An được giảm lần 2. Như vậy con không có kinh nghiệm làm bài toán đạo rồi. Bài toán đạo là coi như con số ban đầu là x. Giống như coi như con số ban đầu là túi sách trị giá 500.000 đồng nè. Con thấy con số ban đầu là túi sách trị giá 500.000 đồng không? Dạ rồi. Thì bây giờ túi sách ban đầu trị giá là bao nhiêu? Dạ x. X thì quy trình mình làm là y chang như vậy thôi. Gọi là bài toán đảo. Dạ rồi. Như vậy mình sẽ lấy 0,7x là số tiền đã giảm. Rồi trừ tiếp cho bao nhiêu? 0,7x nhân với lại 10%. Rồi chịu khó rút gọn giùm thầy lần cuối coi ra bao nhiêu nè. Bấm máy tính. 0,7 trừ mở ngoặc đơn 0,7 nhân 0,1 đóng ngoặc đơn bằng bao nhiêu? Không phải mấy? Dạ 0,36. 63, 0,63. Con bấm ra bao nhiêu? 0,63 đúng không? 0,63. Rồi, do đó ta có phương trình là sao? Là cái con số cuối cùng này nè là 0,63x này nè mới bằng con số tiền mà cô nàng phải trả là bao nhiêu? 370.000 đồng. Hiểu chưa? Dạ rồi. Đó là số tiền cuối cùng cô nàng phải trả. Rồi con chuyển vế, 370.000 chia 0,63 ra bao nhiêu? Ra cái số ấy lắm thầy. Thì con cứ đọc được mà, chả lẽ đọc không được. Dạ là 587.301,8. Con cứ đọc từ từ, 580 mấy? Dạ 587.301. 587.000. Dạ 301. 301, rồi sao nữa? 7 5873 87 đồng, được chưa? 5. Dạ rồi. Như vậy mình phải ghi luôn. Vậy giá tiền giỏ sách ban đầu gần bằng 587.302 đồng. Ok chưa? Dạ rồi. Như vậy nhờ cái con số gốc là 587.302. Giờ em nào á mà đang rảnh rỗi thời gian á phải làm một động tác là nhát thử lại. Thử lại xem mình có làm đúng hay không. Là như thầy nói rảnh rỗi là phải làm điều này ngay. Là con có biết con phải làm gì không Du Nghi? Dạ thế vô thầy. Cụ thể thế số mấy? Dạ thế cái đáp án ở đâu? Vào ở cái phương trình sự giảm giá của cửa hàng mà ra đúng số nào là mình làm đúng. Dạ ra 370 là chúng ta làm đúng. Ở đây vì là xấp xỉ nên ra gần bằng nha, thì ghi là vừa ra gần bằng
hiểu hiểu ý thử lại không Du Nghi? Dạ hiểu thầy. Như vậy là giống như mình làm lại bài toán A vậy đó. Giá giỏ sách ban đầu là 587302. Thì ta cứ thế lên từ từ ta sẽ ra. Được chưa Duy Nghi? Con thế thử từ từ Dạ coi. Con lấy 587302, con nhân 30%. Con lấy 587302 trừ cho 587302 nhân 30% ra nhiêu? Rồi sau đó con lấy cái kết quả đó tiếp tục trừ cái đống đó nhân 10% ra nhiêu? Tại vì cái cô nàng này vừa là khách hàng thân thiết mà vừa lại là phụ nữ nữa nên cô được giảm hai lần như vậy. Rồi, bao nhiêu bạn hiểu bài này giơ tay thì đếm nè. Bài số 4. Đặc biệt là bài B nữa. Bao nhiêu bạn hiểu bài B giơ tay thì đếm nè. Một bạn, hai bạn. Ba bạn. Năm bạn. Sáu bạn, bảy bạn. Con Trí nó không hiểu gì hết nè. Trí vô sau là không hiểu gì hết nha Trí. Con đọc lại đề bài và tự chép lại đi nha Trí. Nhớ chưa? Thì dành cho 2 phút chép bài vô đó. Rồi Trí coi lại video để hiểu những bài khác nha Trí. Rồi sửa tới đâu rồi con?
Rồi Dương Hy sửa tới đâu rồi con? Em sửa xong rồi thầy. Rồi hôm nay dừng lại bài học số 4. Về nhà là các em làm bài tập về nhà chính là cái đề số 3. Em nào dư dả thời gian thì làm tiếp cho thầy cái toán thực tế. Được chưa? Vậy hôm nay chúng ta dừng tại đây được chưa mấy đứa? Rồi, vậy dừng tại đây nha. Rồi, thầy chào tụi em. Rồi, các em có thể thoát ra để tụi em đi ăn sáng. Riêng bạn Chí ăn sáng rồi thì bạn Chí sẽ ở lại lớp. Được chưa nào? Chí đăng nhập dạ, lại để thầy lưu trữ lại cái video. Để có gì... thầy lưu trữ lại video để có gì đưa video lên cho các bạn. Nên Chí đăng nhập lại nha Chí. Thầy thoát ra nha Chí. Rồi, chào cả lớp nè.